xin chào quý vị đang xem video thưa quý vị gần đây khi bản đồ phát thảo các nhà ga dự kiến của đường sắt cao tốc bắc nam được công bố dư luận đang tranh luận xôn xao về việc tại sao tuyến đường không chạy thẳng xuống ninh bình mà lại vòng sang phía đông qua nam định rồi vòng từ nam định sang ninh bình hiện nay dư luận đang chia làm hai phe một phe ủng hộ một phe phản đối trong video này tôi xin nêu lên vài ý kiến cá nhân đối với vấn đề qua theo dõi các bình luận của độc giả trên báo chí thì thấy những ý kiến thuộc phe phản đối chủ yếu có hai luận điểm cơ bản. Một là tuyến đường bẻ cong sang Nam Định như vậy thì sẽ không phải là chạy thẳng, sẽ gây lãng phí không cần thiết. Hai là cho rằng phải trang việc bẻ cong tuyến đường là ưu ái cho một tình cho một mình tỉnh Nam Định mà bắt cả nước phải đi đường vòng. Các ý kiến thuộc phe ủng hộ thì lập luận dựa trên góc độ hiệu quả kinh tế của dự án và có phần tương tự như giải trình của đơn vị tư vấn thiết kế, cho nên tôi sẽ nói kỹ hơn ở phần sau. Theo như tôi được biết thì hiện nay Nam Định không phải là quê của vị lãnh đạo nào trong tứ trụ, cũng không phải là quê của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nói như vậy, để ta loại bỏ ngay từ đầu những ý nghĩ suy luận xa vời rằng hay là người ta bẻ cong con đường là vì vì nể ai đó ở cấp cao. Với lo ngại rằng đường chạy vòng như vậy gây tốn thêm chi phí xây dựng và mất thêm thời gian chạy tàu Bộ Giao thông giải trình rằng việc này sẽ làm tăng thêm 476,33 triệu đô la chi phí xây dựng và khoảng 20,36 triệu đô la chi phí vận hành cho cả chu kỳ dự án 30 năm. Tuy nhiên, nếu không xây nhà ga ở Nam Định thì theo Bộ Giao thông, chi phí tiêu tốn cho việc di chuyển từ các khu vực dân cư thuộc tiềm năng phục vụ của ga Nam Định đến ga Phủ Lý hoặc là ga Ninh Bình sẽ tăng thêm khoảng 1,6 tỷ đô la. Có nghĩa là theo Bộ Giao thông thì việc đi vòng sẽ mang lại hiệu quả chi phí so với đi thẳng. Giải trình này của Bộ Giao thông cũng là phản hồi cho các ý kiến của công chúng rằng nên để đường sắt đi thẳng và đầu tư xây dựng đường kết nối cho khu vực Nam Định đến các nhà ga. Về việc nhiều người lo ngại đi đường vòng qua Nam Định sẽ làm tăng thêm thời gian chạy tàu, tôi thấy có lẽ phải nêu một đặc điểm để quý vị tiện hình dung. Thủ phủ của ba tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình vừa hay là tạo ra một tam giác gần đều Mỗi nơi cách nhau khoảng 30 km. Như vậy, nếu tuyến đường sắt Bắc Nam đi đúng đến tâm thành phố Nam Định rồi rẽ vào Ninh Bình thì cung đường kéo dài thêm 30 km. Với vận tốc chạy tàu tối đa 350 km/h, cứ cho là tốc độ khai thác chỉ là 280 đến 300 km/h thì với quãng đường dài thêm 30 km đó, hành khách chỉ mất thêm 6 phút chạy tàu. Tuy nhiên thực tế là vị trí ga Nam Định dự kiến cũng không phải là nằm trong trung tâm thành phố Nam Định mà là ở vùng ngoài rìa. Như trong báo cáo tiền khả thi là dự kiến đặt tại phường Hưng Lộc. Phường này vốn xưa kia là thị trấn Mỹ Lộc và xã Mỹ Hưng của huyện Mỹ Lộc. Nhưng từ ngày 1 tháng 9, nhà nước đã sáp nhập toàn bộ huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định và sáp nhập hai xã thị trấn kia thành phường Hưng Lộc của thành phố Nam Định. Vị trí của phường này nằm ở phía tây thành phố Nam Định, cách trung tâm thành phố khoảng 5-7 đến 7 km. Nơi đây thực chất là vùng ven rất xa của thành phố Nam Định và vẫn còn đầy ruộng lúa. Nhưng vì nghe tên là phường nên nhiều người có thể lầm tưởng là ga đường sắt chạy vào tận thành phố như ga đường sắt cũ. Do vị trí dự kiến đặt nhà ga ở đó nên thực tế quãng đường tăng thêm sẽ không đến 30 km. Thực tâm thì chính bản thân tôi ban đầu cũng không nghĩ rằng đường sắt tốc độ cao sẽ chạy qua Nam Định mà sẽ chạy thẳng từ Phủ Lý xuống Ninh Bình. Cho nên khi thấy công bố vị trí dự kiến của nhà ga, tôi cũng khá ngạc nhiên. Song qua quá trình nghiên cứu các giải trình của cơ quan tư vấn thiết kế, cộng với trải nghiệm thực tế tuyến đường sắt hiện nay từ Hà Nội vào Nghệ An, tôi thấy rằng việc Bộ Giao thông cho đường sắt đi vòng sang Nam Định là hành động chủ yếu dựa trên yếu tố kinh tế chứ không phải cái gì khác. Lý giải của Bộ Giao thông về việc xuất hiện ga Nam Định gồm 3 yếu tố chính. Thứ nhất là ga Nam Định giữ vai trò quan trọng để kết nối hành lang Bắc Nam với đồng bằng sông Hồng. Thứ hai là việc xác định vị trí nhà ga phải dựa trên tiêu chí kết nối các trung tâm của vùng. Thứ ba và cũng là một điều rất quan trọng, đó là nếu không xây nhà ga ở Nam Định thì tuyến đường sắt Bắc Nam sẽ bỏ lỡ khoảng 4 triệu khách hàng tiềm năng cao. Sau đây tôi sẽ lần lượt nói chi tiết về ba yếu tố này. Đầu tiên là vấn đề kết nối với đồng bằng sông Hồng. Có thể nhiều quý vị ở miền Bắc thì đã biết, nhiều quý vị ở nơi khác chưa có dịp đến thì chưa tỏ tường lắm. Đồng bằng sông Hồng từ bắc xuống nam là hai nửa đông tây bị ngăn cách bởi sông Hồng. Ngoài Hà Nội bị sông Hồng chia đôi thì nửa phía tây của sông Hồng còn có Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định. Nửa phía đông có diện tích lớn hơn, gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình. Theo hướng tuyến dự kiến từ Hà Nội xuống Hà Nam, đường sắt đi song song với sông Hồng, cho nên đối với cư dân của phía nam tỉnh Hưng Yên và Nam Hải Dương cộng với Hải Phòng, Thái Bình sẽ rất xa xôi nếu đi lên Hà Nội để bắt tàu. Do vậy, nếu không có một nhà ga gần hơn một chút so với quãng đường lên Hà Nội, thì đường sắt không hấp dẫn với một bộ phận dân cư ở phía đông nam của đồng bằng sông Hồng. Tất nhiên, nếu để lý tưởng nhất theo góc độ này, thì phải làm nhà ga ở đâu đó quãng giáp danh ba tỉnh Hải Dương, Thái Bình và Hải Phòng. Nhưng như vậy, thì đường vòng lại quá xa xôi và phải vượt sông Hồng hai lần, sẽ đội nhiều chi phí. Do vậy, Bộ Giao thông đã đưa ra phương án làm nhà ga đường sắt tốc độ cao ở Nam Định, rồi sau này làm đường sắt ven biển, nối từ đó để đáp ứng nhu cầu hành khách của vùng Duyên Hải Đông Bắc. Trong quy hoạch, đã định hướng làm đường sắt khổ rộng từ Nam Định chạy sang Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh sau năm 2030. Yếu tố thứ hai là đường sắt tốc độ cao phải kết nối các trung tâm vùng. Nhiều ý kiến phản đối cho rằng Nam Định thời Pháp thuộc là thành phố lớn thứ ba sau Hà Nội và Hải Phòng và có công nghiệp dệt, nên đường sắt chạy qua là phải, còn bây giờ Nam Định có gì đâu mà phải bẻ cong đường sắt. Nam Định hiện nay đúng là một tỉnh còn nghèo, quy mô GDP năm ngoái chỉ đứng thứ 33 trong hơn 60 tỉnh của cả nước. Tuy nhiên tỉnh này đang có thời cơ để vươn mình đứng dậy trong thời gian tới. Trước hết là ở đồng bằng sông Hồng, chỉ còn Thái Bình và Nam Định là mật độ công nghiệp còn ít, cho nên dư địa để kêu gọi đầu tư còn lớn. Thứ hai là Nam Định đã giáp biển, lại có nhiều sông lớn, thuận lợi cho vận tải thủy. Hai yếu tố này tạo nên điểm cộng về địa lợi. Trong giai đoạn trước đây, khi mô hình phát triển công nghiệp mang lại phồn vinh cho các tỉnh bạn trong khu vực thì Nam Định không có cơ hội gì vì là đất thuần nông, khoáng sản không có, cơ sở hạ tầng công nghiệp cũng gần như bằng không. Tuy nhiên đến hiện nay, thời thế đang thay đổi, nhà nước không còn khuyến khích các lĩnh vực công nghiệp thâm dụng lao động hoặc là công nghệ thấp gây ô nhiễm môi trường. Thay vào đó, nhà nước đang nói đến thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao hướng đến kinh tế tri thức trong xu thế này, Nam Định có lợi thế cạnh tranh vì tỉnh này nổi tiếng đất học từ xưa đến nay. Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây, 3 năm 2019, 2020 và 2022, tỉnh này dẫn đầu cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm 2023 đứng thứ 3 và năm 2024 đứng thứ 2. Đây là lợi thế về nguồn nhân lực mà không phải tỉnh nào cũng có. Với những thuận lợi đó, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Nam Định đã tích cực xúc tiến mời gọi được 253 dự án, trong đó có 72 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 87.859 tỷ đồng và 621,78 triệu đô la. Trong đó nổi bật nhất là tập đoàn Quanta Computer của Đài Loan đã đầu tư 120 triệu đô la để mở nhà máy tại Nam Định. Thành Nam trầm lắng một thời, nay đã bắt đầu có tín hiệu dục dịch vươn mình, khi năm 2023, Nam Định tăng trưởng 10,19%, đứng thứ 3 trong 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng và thứ sáu trên toàn quốc. Với đà này, Nam Định hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm phát triển của phía Nam Đồng bằng Sông Hồng như quy hoạch đã được chính phủ phê duyệt. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam không phải là làm một tháng một năm mà xong, mà là công trình có tầm nhìn dài hạn. Và vì dài hạn nên nó không thể nào lại chỉ nhìn vào những thứ thấy được của năm nay. Giả định đến năm 2030, Nam Định vươn lên thành một trung tâm công nghiệp lớn mạnh mà đường sắt cao tốc lại không kết nối đến đó thì nhà nước sẽ lại phải tìm cách vá víu bằng những dự án khác để kết nối. Và đó chính là cái ý mà Bộ Giao thông nói là sẽ tốt hơn 1 tỷ đô la để làm đường nếu cho đường sắt chạy thẳng từ Phủ Lý xuống Ninh Bình. Vấn đề thứ ba là tính hiệu quả kinh tế có thể nhìn thấy ngay. Bất kỳ một công trình kinh tế nào cũng phải xét đến trước tiên là khả năng khai thác hoàn vốn và tiến tới có lãi. Trong lý giải của Bộ Giao thông, có nói rằng trên tuyến đường sắt hiện nay, Gan Nam Định đang là điểm lên xuống của lượng khách lớn cho nên việc kết nối với Nam Định sẽ đem lại hiệu quả lớn khi khai thác tuyến đường sắt tốc độ cao. Trong bài báo này của báo Dân Chí, có dẫn thống kê của ga Nam Định cho biết mỗi ngày ga đoán trên dưới 1.000 lượt khách, ngày cao điểm gần 2.000 lượt. Để so sánh, thì trong bài viết này của chuyên trang Thế giới Tiếp Thị thuộc báo Dân Việt, người ta nói ga Sài Gòn trong dịp cao điểm Tết 2024 mỗi ngày đoán từ 5.000 đến 6.000 hành khách. Ga Nam Định chỉ là một ga tỉnh lẻ mà trung bình ngày thường đã đón 1.000 hành khách bằng 1 phần 5 lượng hành khách của ga lớn hàng đầu như Sài Gòn trong ngày cao điểm. Qua đó minh chứng cho lời lý giải của Bộ Giao thông nói trên. Chính bản thân tôi trong tháng 7 vừa rồi cũng có dịp vào Quỳnh Lưu Nghệ An đã đi tàu hỏa cả hai chiều. Lúc đi từ Hà Nội vào là buổi đêm không quan sát được, nhưng chiều đi về từ ga chợ Xi si ra ga Hà Nội thì thấy rằng trong các ga tỉnh lẻ như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý thì ga Nam Định có lượng hành khách đứng chờ tàu đông nhất Hoạt động vận chuyển trên sân ga nhộn nhịp hơn hẳn các tỉnh kia. Tôi hiểu rằng có khi nhiều ý kiến phản đối việc đặt một ga đường sắt cao tốc ở Nam Định chỉ là vì ấn tượng xấu với chuyện bẻ cong quan đường, chứ chưa chắc đã nghĩ ngợi gì nhiều. Song vận tải hành khách cũng giống như người đi câu cá, muốn câu được cá thì phải thả mồi ở chỗ có nhiều cá qua lại. Nếu ta muốn thuận tiện cho mình mà ngồi ở chỗ không có cá thì có khi ngồi cả ngày cũng không câu được con nào. Do đó, việc Bộ Giao thông bố trí một nhà ga đường sắt ở Nam Định tôi cho chủ yếu là dựa trên cân nhắc về hiệu quả kinh tế và tầm nhìn kinh tế xã hội dài hạn chứ không có động cơ gì mờ ám cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại